Mấy cái? Một cái. Sao một cái? Hai cái. Hai cái. Đúng rồi. Hai cái chứ sao con nói một cái. Ăn đi, bây giờ con ăn cho cô chú. Lạnh quá. Lạnh hả? Mẹ mới đóng cửa nữa. Ba mở cửa đó. Không, mẹ. Ba mở rồi sao con nói mẹ. Rồi con ăn bánh donut đi. Vừa vô lấy ra. Mẹ, anh bé con. Cái gì? Anh bé. Đây bác cho con hả? Ừ. Con nói sao? Đi. Cắn ăn đi. Có cho Vincent ăn donut không? Dạ, em bỏ hai một cái mới Vincent. À, Vincent nè, cháy cho ăn donut nè. Cháy cho bánh kìa. Thảo ăn lắm á. Đó, cô chú thấy cháy ăn. Trời ơi, cô cháy ăn cái miệng của cháy dính kìa. Cái đó là powder đó, sugar powder đó. Ăn đi con, ăn đi. Wow, ngon quá. Hỏi Sền ăn không Sền? Con cho Sền ăn cái đó đó hả? Sền không ăn rồi. Ngon không? Con muốn uống nước hả? Con muốn uống sữa hả? Con muốn uống nước cam? Nước. Con muốn uống nước hả? Nước nhiều vô nha. Đó, giờ ăn miếng mới ngon nè. Hả? Hả? Ôi trời ơi. Cái tay dính gì vậy? Tay dính vô nè. Tay dính donut hả? Thôi đừng có thổi. Ăn đi chứ đừng thổi không. Đúng rồi, ui chào ơi. Cái vị của nó làm sao con nè, con nói cho mẹ nghe coi cái vị của nó là vị làm sao. Nó ngọt hay là nó mặn? À con muốn iPad con để đó đó hả? Bây giờ con ăn thêm miếng nữa đi rồi mẹ lấy cho iPad. iPad. Thôi để mẹ lấy cho, để mẹ lấy cho. Ngồi đi, ngồi em xuống. Con muốn coi cái gì? Con muốn coi make up. Con muốn coi make up hả? Make up gì? Make up. Make up này. Make up này là make up gì? Này. Có nhiều loại make up lắm, con muốn coi loại make up nào. Này. Này là nào? Make up donut đó hả? Donut. Donut đâu có make up. Con muốn coi cái gì nó lại mẹ nghe. Nè, muốn coi gì mẹ bấm vô nào, con coi gì. Coi gì? Muốn coi make up. Muốn coi make up không? Chưa chơi, chưa chơi. Đưa đây, đưa đây, rồi muốn coi make up. Rồi, muốn coi make up. Đó, ngồi coi make up đi. Nè mẹ, con làm đi chứ chút mẹ phải quét nhà đó nghe chay. Đó, nó có ăn rồi, cái ăn rồi tối ngày coi make up. Một á là coi make up, hai là coi bác sĩ. Hai cái thôi. Tối ngày coi make up. Thích cái nào bấm vô. Ăn hết cái donut đó đi nha. Chừng nào khát nước kêu mẹ nha. Ngon không? Có miếng nước không? Uống nước thì phải nhai hết cái đó chứ ai đâu mà nhả ra để uống nước. Cái con này chuyên gia vậy đó. Hở nó uống nước cái gì trong miệng nó lại nhả ra chứ nó không muốn. Được đời vậy đó chứ. Đó, cắn miếng nữa nè. Đó. Rồi, make up chưa? Ai á? Công chúa hả? Dạ. Công chúa gì vậy? Công chúa gì á? Công chúa chay chay phải không?
Sao giờ muốn coi gì? Muốn coi make up. Muốn coi make up nữa hả? Dạ. Rồi, make up ai? Make up Trung. Hả? Make up donut. Make up donut hả? Donut làm chi make up? Rồi có cái mặt con cây nó đơ nè. Cây cây cây. Bị đau rồi. Ai bị đau? Bị đau rồi. À, cái con heo này bị đau rồi đó hả? Trời ơi, con heo bị ghẻ chóc lại lỡ tùm lum, heo bị đau rồi. Chay quýnh heo không? Con có quýnh heo không? Hả? Chỗng nào sao? Trời ơi, con heo bị quýnh hả? Bấm heo. Bấm heo hả? Thế sao con nói con có make up? Daddy. Yeah. Look. What? Do you have powder all over your face? No, tell Daddy to look. What's wrong with the pig? What's wrong with the what? Nó thấy con heo á, và dán này nè, nó kêu ba nó chạy lại coi. Wow, wow. What's wrong with what? What? Watch. Okay, I'm watching. What's wrong? Oh. I'm showing you pig. Oh, yeah, he's washing. He's bruised up. What happened? Hell. Yeah, what happened to hell? I don't know what happened. But he was fat. He got bitten? Oh, he got bitten. It was him. It was fat. It was clean. Oh, yeah, it's cleaning him up. Yeah. Oh. Hit. Who hit him? Who hit him? Was it mommy? No. It's mommy. No, mommy. No, I didn't do that. You didn't hit Peppa Pig? No. Oh, she's sao? She was sao? Trời ơi, ba nó hỏi ai quýnh heo, mẹ quýnh hả? Cái đó nói, ừ, chắc mẹ quýnh đó, có được không? Em bị heo, em bị heo. Bị heo. Ồ, bị heo có sưng môi nữa hả? Oh, I know why. Because the piggy. Sưng môi. Sưng môi, yeah. Sưng môi. Rồi hết rồi thấy chưa? She all gone. What is she doing right now? Is she dancing? She is so happy. Are you happy now, JD? Yes. Yes. Good job. High five. Boom. Boom. You love mommy. You love mommy. You love mommy. Yes, I love you. Boom. Boom. JD, can you say I love you? I love you. I love you more. Thôi đừng có phá. I love you, JD. Can you say I love you, mommy? What you doing? Con đang làm gì á? Hả? What are you doing? Are you cleaning? Are you cleaning after your mess? Yeah, she's a messy girl. Yeah, Jade is a messy girl and she needs to learn how to clean. Clean her room. Yeah. Know. I'm gonna teach you how to clean, okay, Jade? Can you say yes, mommy? Jade? Nói tiếng Anh cho cô chú nghe kìa, cô chú muốn nói tiếng Anh kìa. I love you more. I love you more. Muốn xuống mẹ. Sao muốn xuống? Muốn xuống. JD, can you say I love you more? I love you more. I love you more. Now my baby. No, I love you more. No, I love you more. No, I love you more. 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 No, I love you more. No, no, no. I love you more. No, I love you more. No, I love you more. No, I love you more. I love you more. I love you more. No, no, no. I love you more. I love you more. See, don't do that. Don't. Tại sao con quýnh mẹ?
Thì bởi vậy không có quýnh, cái đó là lỗi của con nên con không có quýnh được. Tự nhiên con đập bàn chi? Cái lợp dưới mùa bị đau. Bị đau hả? Đi đâu á? Trời, con để cho ba tập thể dục đi chơi. Có con chay này. Trời. Nó chơi vậy đó chứ ai. Jane got tired. That was a workout for her. Mệt quá hả? Ai mượn? Come on, get back. Let's do some more abs. Rồi, tập thể dục đi. Đúng rồi. Tiếp theo, tiếp tục. Có mẹ. Gì? Không có ba mẹ. Oh, are we done? I guess we're done for today, baby. No, we gotta do sita, remember? Mở ra tập thể dục đi chứ làm gì? No, roll it back out. Chưa xong. Or push-ups. Chưa xong. Chay, con lấy cho mẹ cái điện thoại của mẹ được không? Chay, con lấy cho mẹ cái điện thoại của mẹ đi Chay. Ok. Mở ra. Không, mới thả nha. Ê, bậy, đem lại đây cho mẹ. Hand it over to us, don't throw it. Yeah. Trời ơi, con nó đưa giỡn mặt với tôi không? Con nó giỡn mặt với tôi không? Right in the shin. Vì sao con không đưa cho mẹ mà con thảy mẹ vậy vậy? Thôi, chay không ngoan rồi. Đó, cô chú ơi, bữa nay mẹ làm bánh canh cho chay ăn nè, cô chú ơi. Chay nói mẹ đưa con tự múc. Con không thích mẹ giúp. Không thích mẹ giúp nữa, đúng rồi. 2 tuổi là có thể tự lập rồi phải không? Rồi đi ra ngoài tự đi làm nuôi sống bản thân đi. Rồi không thích mẹ giúp nữa. Không sáng cho bật tài gì sợ không? Chay giúp. Hả? Chay tự đúc hả? Con ráng múc đi, múc đi. Thấy bởi vậy chứ con nó còn không cần mẹ giúp đó. Phải mẹ giúp là đâu có bị đổ đâu. Ui trời ơi, wow, đã quá. Nè, có khăn giấy nè, có gì lau miệng nha. Đúng rồi. Ui wow, bánh canh mẹ nấu ngon quá trời ơi. Ngon không? Lâu quá rồi chưa ăn bánh canh nè. Cái đó là làm... Lấy. Cái gì phun hèo hèo vậy? Cái đó là hành phi. Kìa khăn giấy kìa. Chùi miệng luôn.